Kim xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ dạ mát bên gia đình nha. Và hôm nay á cả nhà, Kim có một anh trai người Hàn Quốc á, thấy Kim hay quay gì nè cả nhà. Cái xong rồi anh trai á là nói là nhà tôi á là có nhiều cái hay và nhiều cái đẹp dữ lắm luôn. Đó cho nên tôi mời bạn á là đến ở nhà của tôi để cho bạn quay nha. Cho nên á là hôm nay Kim sẽ mời cả nhà mình đi theo Kim để tới nhà của anh trai để quay thử coi như thế nào nha cả nhà. Thì anh trai này á là chỉ sống có một mình thôi, không có vợ mà cũng không có con luôn nữa cả nhà, chỉ có ba mẹ với lại bà con dòng họ thôi. Nhưng mà ba mẹ thì cũng lớn tuổi rồi, mất rồi, bây giờ anh trai chỉ sống có một mình thôi. Rồi bây giờ mình đi vô trong nhà của anh xem như thế nào nha. Đi thôi. Trời ơi, anh ơi, chờ khi con quên dẹp phơi rồi, con quên chơi rồi. Wow, oh good. Ôi ai gô cút. Trời ơi, hoa này cả nhà ơi, hoa đào màu vàng. Chuẩn bị đến nở hoa nè. Trời ơi, coi nè. Ôi trời ơi, rất lạnh mà Kim rung luôn á cả nhà. Ô. Oh. Wow, đẹp quá. Wow. Ừ, lạnh luôn. Ai gô, ai gô. Hai con chó nó thấy nhau là nó sèn với nhau. Ai gư ai gư anh ra. Lạnh lắm cả nhà ơi, gió ngang qua cái là trời ơi tơi tái cả người luôn á, lạnh lắm, quá xá lạnh luôn. Chung cư này á cả nhà, nói thật ra là không phải là của Kim, là của người nhà của Kim, xong rồi người ta cho thuê, bây giờ người ta lấy lại cho Kim ở nha. Đi vào để khấm để네, 고맙습니다. 와우, 아 좋아요. 와. 예쁜 kinh khủng luôn, dễ thương. Trời ơi, này này cả nhà ơi. Trời ơi, thích quá à. Trời ơi. Trời, cái ông anh này á cả nhà ở có một mình thôi. Ôi, xin xương xin xước. Wow, trời ơi, có cá nữa nè cả nhà. Wow, đó. Trời ơi, chạy quá trời luôn kìa. Wow. Ý, dễ thương quá. Wow, trời ơi. Nè cả nhà. Trời rất là dễ thương luôn, rất là đẹp luôn. Trời ơi, trồng rất là nhiều luôn cả nhà. Có một mình ông ở thôi mà đồ quá trời đồ rồi, xong rồi ông trang trí thiết bị đồ rất là rộn luôn, rất là đẹp. Wow. Wow. Thích quá. À cái cây này là cây lan nè. Cây lan nè. Wow, còn mấy cái cây này cây gì ta? Trời ơi, cái nhà ơi, cái gì mà nó đẹp dữ vậy cái nhà? Nè. Wow. Trời ơi, sang đá kìa. Rất là đẹp luôn á. Wow. Rất là nhiều. À, cái cây này là cây kim tiền ở Việt Nam nè. Trời ơi. Cái cây này giống cây sung quá vậy ta. Wow. Ai cái cây lan này chuẩn bị là cút nữa. À, có hoa rồi. Trời ơi, đẹp quá cả nhà ơi. Đó. Wow, trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, Kim ơi, dữ lắm luôn cả nhà ơi. Wow. Trời ơi, Kim ơi, quá cả nhà ơi. Tại vì bên kia nhà Kim ở nó nhỏ lắm cả nhà.
Trời ơi, còn đây là hang đá, sen đá nè. Trời ơi, sen đá nè, trời ơi, đẹp quá à. Trời đã quá, thiệt cơ chứ. Trời nhìn giống y như là một cái cây giả vậy cả nhà. Nhìn nó giống y như cái cây giả vậy đó, nhưng mình nó là cây thiệt nha. Nè, còn cái cây này nè, nó xanh, trời ơi. Wow. Đẹp quá. Trời ơi. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. 올라가 뭐 와. 순간순간 죽더라고. 무지하게 많았었잖아. 네. 순간순간 와. 죽더라고. 여기서 키웠잖아. 다 없었으면 어. 다 죽었어. Trời, cái cây này nhìn nó giống giả lắm luôn á cả nhà, nhưng mà nó là thiệt nha. 근데 잘 컸는데. Trời ơi, mấy cái cây này nếu mà nhìn mà sơ sơ qua là nói là cây giả chứ không phải cây thiệt nha cả nhà. Nhưng mà nó là cây thiệt. Trời ơi. Wow. Wow. Anh ơi, chị nâng ảnh một cô. Chị không phép vô lờ. Ây, trời ơi. Đẹp quá cả nhà ơi. Trời ơi, kim mời quá à. Wow. À, 여기다가 키우네, 그러면? 물고기를 지금? Rồi, ở đây nữa nè. Có mấy cái treo, treo lên nữa nè. Treo lên nữa nè. Wow. Wow. Yên này đứa nó cúp đi 하고 저기를 안 하나? 교잡 안 하나? Đây nè. Trời ơi, cái cây này mà Kim cứ tưởng là cái cây mũ không á cả nhà. Nhìn qua là ý ghen cái cây mũ luôn. Nhưng mà thực sự ra là nó là cái cây thiệt. Wow. Đẹp quá luôn. Xương rồng. Đó. Sen đá, xương rồng. Trời ơi, đây có mấy con cá nhìn thấy rất là hay cưng luôn. Đó, chạy tung tăng tung tăng. Tung tăng tung tăng. Wow, rất là nhiều luôn. Đó, cái cây này nè. 순놈만 세 마리인데 죽으면 이제 취업을 해야지 어쨌든. 나 50마리까지 있었는데 다 죽어버렸네 하나하나. 몇백 마리 있었는데 그러니까. 그걸 저기를 한 양동이 퍼다가 저기 마사지 샵 거 할머니 중국 할머니한테. 아, 그 này nè cả nhà. Cắt rồi á xong rồi cái nó đâm cái tược này lên. Wow. Thích quá. Oh. 선장이 많더니 죽었네 많이. 거기다 뭐 갖다 놓으면은 뭐. 정확히도 근데 왜 야 메이드 인 베트남이네. 희한하다. Rồi, ở ngoài đó chỉ là một cái góc nhỏ thôi, vô trong đây nữa nè cả nhà ơi. Trời ơi, đây nè, mấy cái cây này Kim cứ tưởng là cây mũ không, nhưng mà nó không phải là cây mũ nha. Trời ơi, đẹp quá. Wow. Trời ơi, dễ thương quá à, nè. Trời ơi. Giống như giả gì cả nha. Nè. Trời ơi, giống như là một cái cây cây tâm hay cái gì vậy cả nhà, cái mình xỏ mình xiên nó vô vậy á, nhưng mà thật sự ra là không phải. Wow, đó sen đá ở Hàn Quốc rất là mắc tiền luôn á cả nhà, chứ không phải rẻ đâu nha. Ở Việt Nam mình cũng đã mắc rồi. Wow, đẹp quá, thích quá. 네, 네, 괜찮아요. 어, 어, 지금, 어. À, cái đèn này là nó tự động á cả nhà. À,
nó tới giờ là nó tự động nó cháy lên à. Wow, hay ha. Giống như là sưởi ấm vậy cả nhà. Wow, đẹp quá. Ông nói là đô mốt nếu như mà Kim dọn về gần đây ở là ông sẽ gom hết, ông tặng cho Kim mấy cái này nè. Đây, đây là phòng thứ ba thì để sách nè. Rồi xong rồi cũng có hoa sen đá nữa. Rồi cái bàn làm việc nữa. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Trời ơi, Kim ơi, cái mấy sen đá này quá. Quá xá đẹp luôn. Một góc nhỏ thôi nè cả nhà. Một góc nhỏ gì thôi mà nhìn nó rất là đẹp luôn. Trời ơi, ở đây có nguyên một cái cây đào luôn nè cả nhà. Wow. Đó, hoa nó màu vàng nè, đâu mốt nó sẽ nở ra. Đẹp quá. Wow. Rất là đẹp luôn á cả nhà. Vui dữ lắm luôn. Có được hai bảo vệ bên cạnh Kim nha. Wow. Thích quá. Thích quá luôn. Ở đây á là có siêu thị luôn á cả nhà. Đối diện luôn là siêu thị lớn luôn. Vui quá, hạnh phúc quá. Rất là vui và rất là hạnh phúc nơi xứ người luôn. Nè, chào đến cô Map xin đi ta. Bye bye. Hôm nay kỷ niệm nè. Kỷ niệm. Nè. Kỷ niệm. Nè. Nè, cô Map xin đi ta. Nè, bye bye. Dạ. Nhìn. Cái này mát cực kỳ. Rồi, bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Hẹn gặp lại.